Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, ngay từ năm 1963, sau khi nắm quyền trong Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Pol Pot đã bắt đầu có thái độ, hành động thù địch đối với Việt Nam và những người cộng sản Campuchia trung kiên. Chúng ngấm ngầm tuyên truyền Việt Nam đã phản bội Campuchia khi ký Hiệp định Geneva năm 1954 và cho lưu hành hơn 10 văn kiện phê phán Đảng Lao động Việt Nam khi Việt Nam không tán thành đường lối cách mạng mạo hiểm của Pol Pot. Với những tội ác tày trời của tập đoàn Pol Pot gây ra cho Việt Nam và nhân dân Campuchia, chủng diệt chủng Khmer Đỏ Pol Pot đã phải trả giá đắt trước tòa án quốc tế. Vậy rốt cuộc chủng diệt chủng Khmer Đỏ Pol Pot đã có kết cục đau đớn như thế nào và còn những sự kiện kinh hoàng nào về tội ác của chúng mà hiếm người biết? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Hậu quả mà Pol Pot gây ra cho nhân dân Việt Nam là hết sức to lớn. Trong khi nguy cơ diệt vong của dân tộc Campuchia dưới chế độ diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Pol Pot đã đến mức nguy kịch, những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Pol Pot là không thể dung tha. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng và thiêng liêng của mình để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giúp đỡ những người cách mạng chân chính Campuchia làm lại cuộc cách mạng đã bị phản bội. Với những tội ác tày trời của tập đoàn Pol Pot gây ra cho Việt Nam và nhân dân Campuchia, chủng diệt chủng Khmer Đỏ Pol Pot đã phải trả giá đắt trước tòa án quốc tế. Cụ thể, vào ngày 16 tháng 11, tòa án đặc biệt tại tòa án Campuchia ECCC đã tuyên án đối với hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ là Nuon Chi và Khieu Samphan trong vụ án 00202, bao gồm tội danh diệt chủng người Chăm theo đạo Hồi và người Việt. Vậy rốt cuộc, chủng diệt chủng Khmer Đỏ Pol Pot đã có kết cục đau đớn như thế nào? Còn những sự thật kinh hoàng nào về tội ác của chúng mà hiếm người biết? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Trong gần 4 năm cai trị Campuchia, từ tháng 4 năm 1975 tới tháng 1 năm 1979, chính quyền Khmer Đỏ gây ra cuộc thảm sát man rợ bậc nhất thế kỷ 20. Hơn 3 triệu người Campuchia thiệt mạng trong thời gian kéo dài 3 năm 8 tháng 20 ngày từ năm 1975 đến 1979. Dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, Khmer Đỏ nỗ lực đưa Campuchia trở lại thời Trung Cổ, buộc hàng triệu người phải bỏ thành thị về sống trong các cộng xã nông thôn. Chương trình cải tạo xã hội gây ra hậu quả thảm khốc. Nhiều gia đình chết cả nhà vì bị hành hình, đói, bệnh hoặc lao lực. Xã hội bị cải hoán theo mô hình cánh tả cực đoan. Pol Pot và đồng bọn biến Campuchia thành một xã hội nông nghiệp hoang tưởng, không sách vở, không tiền bạc. Pol Pot tìm mọi cách xóa sổ trường học, hủy hoại văn hóa truyền thống, không để tri thức có cơ hội ươm mầm phát triển. Người dân Campuchia những ngày tháng ấy chỉ biết sống trong lầm than tuyệt vọng. Họ tìm cách vượt biên sang các nước khác để thoát khỏi địa ngục. Người trốn không thành bị bắt lại. Kẻ thoát đi thành công kể lại những câu chuyện man rợ diễn ra như cơm bữa bên trong đất nước. Khmer Đỏ tàn độc đến độ mất hết nhân tính. Chúng xử tử người bằng các công cụ thô sơ. Người dân bị ép lao động đến kiệt sức trong điều kiện hà khắc, ăn rồi lại làm, uống rồi lại tiếp tục công việc của mình không nghỉ. Họ sinh hoạt kham khổ và không được chữa trị khi lâm bệnh. Tại các công trường, nhiều người phải tự đào hố chôn mình thay vì chịu cảnh bị xử tử vì nghi là gián điệp hay bị bổ quốc vào đầu với lý do lười lao động. Đấu tố diễn ra khắp mọi nơi. Những ai bị coi là kẻ thù giai cấp sẽ bị đẩy đi cải tạo, tù đầy hoặc giết hại. Chỉ trong một nhà tù ở Phnom Penh, vốn từng là một trường học, Khmer Đỏ giam cầm 17.000 người, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ. Nhiều người trong đó bị tra tấn và giết hại. Song song với việc tàn sát trong nước, Khmer Đỏ tìm cách tấn công các nước láng giềng. Chúng tuyên bố muốn hòa bình với các nước, nhưng liên tục thúc đẩy các cuộc đụng độ ở biên giới. Nghiêm trọng nhất, cuộc tấn công sang vùng biên giới Tây Nam Việt Nam thảm sát dân thường. Năm 1975, khi Việt Nam đang tìm cách vực dậy hậu chiến tranh sau ngày thống nhất đất nước,
Khmer Đỏ xua quân tấn công các đồn biên phòng, làng mạc, thị trấn biên giới của Việt Nam, tàn sát dã man dân thường. Đến cuối năm 1975 và cả năm 1976, chúng tiếp tục gặm nhấm, gây ra rất nhiều tội ác ở vùng biên giới Việt Nam. Trong đó có những vụ tàn sát được nhiều người biết tới như ở Tân Lập, Tây Ninh, Ba Chúc, An Giang và nhiều nơi khác ở vùng biên giới. Sang năm 1977, ý đồ, dã tâm đánh chiếm một số vùng đất Việt Nam của Pol Pot ngày càng rõ hơn. Chúng tập hợp lực lượng cấp sư đoàn để tiến đánh. Đến cuối năm 1977, chúng triển khai 10 sư đoàn đánh toàn tuyến biên giới Việt Nam. Theo các con số thống kê, từ tháng 5 năm 1975 tới tháng 12 năm 1978, Khmer Đỏ thực hiện gần 10.000 cuộc tấn công vào biên giới Việt Nam, giết hại hàng nghìn dân thường, bắt và mang đi thủ tiêu hơn 20.700 người, đốt phá hơn 21.200 nóc nhà, trường học, bệnh viện, chùa chiền, khiến 400.000 người sống dọc biên giới rơi vào cảnh màn trời chiếu đất đi lánh nạn. Là một đất nước ưa chuộng hòa bình, Việt Nam vẫn tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đàm phán hòa bình. Nhưng Khmer Đỏ lại tỏ ra hết sức ngông cuồng và không cho thấy có dấu hiệu hợp tác. Điều này buộc các lực lượng vũ trang Việt Nam đứng lên chống trả, tìm lại cuộc sống bình yên cho người dân. Việt Nam đã tiêu diệt 38.563 quân Khmer Đỏ, bắt sống 5.800 tên, đồng thời dùng không quân phối hợp với bộ binh triển khai các cuộc không kích và giao tranh trên bộ, đánh vào các đơn vị quân Khmer Đỏ dọc biên giới nhằm làm suy yếu quân Khmer Đỏ. Sau các đòn đáp trả quyết liệt của quân đội Việt Nam, Pol Pot chịu tổn thất nặng nề. Cực chẳng đã, chúng tìm cách vu cáo để cô lập Việt Nam, tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài, trong khi vẫn tập trung tiếp tục mở các cuộc tấn công mới. Tới ngày 2 tháng 12 năm 1978, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia được thành lập, đáp lại lời cầu cứu của nhân dân Campuchia và lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam tiến về thủ đô Phnom Penh. Tới ngày 31 tháng 12 năm 1978, quân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ đánh đuổi Pol Pot, thu hồi toàn bộ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc bị kẻ thù lấn chiếm. Các tàn dư của Khmer Đỏ sau đó vẫn hiện diện ở nhiều nơi tại Campuchia. Tới tháng 4 năm 1998, Pol Pot chết trong rừng rậm. Tháng 12 năm đó, Khieu Samphan ra đầu hàng. Tới tận tháng 12 năm 1999, thủ lĩnh cuối cùng Ta Mok và các chỉ huy còn lại đầu hàng, chấm dứt tàn dư của Khmer Đỏ ở Campuchia. Tuy nhiên, sau nhiều năm, chỉ một số lượng rất nhỏ các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ bị đưa ra xét xử về tội chống nhân loại và gần đây là tội diệt chủng. Hàng chục năm qua đi, nhưng vết thương vẫn chưa lành sẹo. Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Penh vẫn còn đó những ký ức ghê rợn nhắc lại địa ngục trần gian cách đây hàng thập kỷ. Những người con, người em, người anh vẫn đau đớn về số phận của những người thân bị lạc mất trong thời kỳ loạn lạc. Những cánh đồng chết, ngôi mộ tập thể chôn lấp các nạn nhân vẫn đang bị chôn vùi ở đâu đó, chờ được tìm thấy để trả lại danh tính cho những người chết oan dưới ách thống trị của Pol Pot. Những ký ức đó dù rất muốn quên, nhưng sẽ mãi là nỗi ám ảnh khó gột bỏ trong ký ức của người dân Campuchia. Ngày 16 tháng 11, Tòa án đặc biệt tại Tòa án Campuchia ICCC đã tuyên án chung thân đối với hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan trong vụ án 00202, bao gồm tội danh diệt chủng người Chăm theo đạo Hồi và người Việt. ICCC, với sự hỗ trợ của quốc tế thông qua Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên tuyên án tội diệt chủng với các cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ. Bốn thập kỷ sau khi có tổng cộng ít nhất 1,7 triệu người, 1/5 dân số Campuchia khi đó chết do bị hành quyết, lao động khổ sai, bệnh tật và chết đói. Thẩm phán New Non chủ trì phiên tòa tuyên bố đọc phán quyết khẳng định chế độ Khmer Đỏ đã có chính sách tiêu diệt người Chăm và người Việt Nam để tạo ra một xã hội vô thần và thuần nhất, không phân chia giai cấp. Phán quyết phạm tội diệt chủng cũng được tòa ICCC tuyên với hai cựu thành viên cấp cao còn sống của Khmer Đỏ là ông Nuon Chea, 92 tuổi và ông Khieu Samphan, 87 tuổi. Ông Nuon Chea phạm tội diệt chủng với người Chăm và người Việt Nam, còn ông Khieu Samphan tội diệt chủng với người Việt Nam. Hai ông Nuon Chea và
và Khieu Samphan hiện cũng đang thụ án tù chung thân vì các tội ác chống lại loài người từng được tuyên trong phiên tòa lần trước năm 2014. Với tội diệt chủng lần này, hình phạt cho mỗi người là một án tù chung thân khác nữa. Và tòa đã gộp hai án này thành một. Ở phiên tòa năm 2014, cả hai ông này từng phụ trách nhiệm liên quan đến các hành vi tàn bạo của Khmer Đỏ, mặc dù họ đã là những lãnh đạo cấp cao nhất trong chế độ ấy. Ông Nguyen Chi, còn được biết với tên gọi người anh em số 2, là cánh tay phải của chùm độc tài đã chết Pol Pot. Trong khi đó, theo thẩm phán Newnon, ông Khieu Samphan từng là cựu chủ tịch trong nhà nước Campuchia Dân Chủ. Đã có ít nhất 1,7 triệu người chết vì đói, bị tra tấn, rút bỏ móng tay móng chân, dùng túi nhựa chẹn cho ngạt thở, hành quyết hoặc lao động khổ sai, bắt đi xây dựng các hồ đập thủy điện trong suốt 4 năm chế độ Khmer Đỏ nắm quyền từ năm 1975 đến năm 1979. Ngoài ra, những người Hồi giáo bị bắt ép ăn thịt heo, các viên chức bị trích điện. Theo giới quan sát, với những thành viên còn sót lại của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ nay đều đã lớn tuổi, phiên tòa ngày 16 tháng 11 rất có thể sẽ là phiên tòa cuối cùng xét xử những kẻ gây ra tội ác kinh hoàng một thời. Dù vậy, với những người như bà Yam Yen, 52 tuổi, một nhân chứng từng phải trình bày lời khai trước tòa về những năm tháng bị giam trong một trại trẻ em dưới thời Khmer Đỏ, sự việc có thể đã kết thúc. Nhưng với bà, sẽ mãi mãi, bà chẳng thể nào có được sự bình yên. Trong hơn một thập kỷ qua, kể từ khi thành lập năm 2005, theo báo New York Times, tòa án ECCC đã phải thẩm duyệt qua hàng trăm ngàn trang hồ sơ, triệu tập hàng trăm nhân chứng và lắng nghe chi tiết về cách thức chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vận hành những cánh đồng chết của chúng. Toàn bộ quá trình đó đã tiêu tốn hơn 300 triệu đô la. Dù vậy, tới nay, ECCC cũng mới chỉ tuyên án được 3 chỉ huy cấp cao của Khmer Đỏ với những tội ác chống lại loài người là các ông Nguyen Chi, Khieu Samphan và Khaeang Wusa. Chỉ 5 chỉ huy cấp cao của Khmer Đỏ bị bắt và đưa ra xét xử. Tuy nhiên, do quá trình thụ lý quá lâu, nên hai bị cáo lớn tuổi khác là Tao Mốc và Ien Sari đã chết khi tòa chưa tuyên án. Chùm thủ lĩnh Pol Pot chết năm 1998. Ngoài ra, cũng đã có 4 cựu quan chức khác của Khmer Đỏ bị kết án trong hai phiên tòa khác do ECCC giải quyết. Sau phán quyết ngày 16 tháng 11 của ECCC, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ rõ quan điểm ông muốn dừng lại công tác xét xử này. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác muốn ECCC tiếp tục đưa ra công lý nhiều cựu quan chức cấp thấp hơn của Khmer Đỏ, bởi họ tin rằng đó mới chính là những đối tượng từng thực thi các tội ác khủng khiếp nhất của chế độ diệt chủng. Quý vị thân mến, ngày 16 tháng 11 năm 2018, Tòa án đặc biệt tại Tòa án Campuchia đã tuyên án chung thân đối với hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, đó là Nguyen Chi và Khieu Samphan trong vụ án 002/02, bao gồm tội danh diệt chủng người Chăm theo đạo Hồi và người Việt. Với tội diệt chủng lần này, hình phạt cho mỗi người là một tội án tù chung thân khác nữa và tòa đã gộp hai án này thành một. Ở phiên tòa năm 2014, cả hai ông này từng phủ nhận trách nhiệm liên quan tới các hành vi tàn bạo của Khmer Đỏ, mặc dù họ đã là những lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ ấy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!